Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến, Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông, Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công, Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Kính thưa quý vị khán giả của Việt Nam Today, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 11 2021, ngày Chủ nhật. Trường Nguyễn đang ở Việt Nam và giờ của địa phương chúng tôi là 9 giờ tối. Trong khi đó thì giờ California là 6 giờ sáng, cũng của ngày Chủ nhật. Và người chúng tôi hôm nay được tiếp chuyện là một lần nữa, đó là anh Thomas Nguyễn, hiện nay đang ở San Jose. Và thưa anh Thomas, hôm nay là chủ đề của chúng mình là kỳ trước anh em mình có nói về những cái đề tài chung chung, nhưng mà trong đó anh có đưa ra một cái ý tưởng mà em nghĩ là rất là thú vị khi muốn được cùng anh chia sẻ trong cái cuộc nói chuyện này, đó là cái sự tinh thần mà trao đổi phản biện, rồi nó nằm trong cái khuôn khổ của gọi là tự do ngôn luận. Tự do ngôn luận thì như chúng ta đã biết rồi, cái quyền được nói, freedom of speech, thì ở Mỹ thì đã được gọi là tu chính án số 1 của Hoa Kỳ đã được nêu ra. Nhưng hiện nay thì anh em mình sẽ bàn về vấn đề tự do ngôn luận trên không gian mạng. Cái điều này cũng đang gây rất nhiều những cái tranh cãi, rồi rất nhiều những cái bức xúc, không riêng gì ở Hoa Kỳ mà còn ở Việt Nam nữa, nhất là trong cái bối cảnh xã hội hiện nay, với cái nền tảng như là YouTube, rồi Facebook, Twitter, Instagram, vân vân. Và gần đây nữa còn TikTok nữa, thì cái quyền được phát biểu ý tưởng của con người được phổ biến hết sức là rộng rãi trên toàn thế giới. Hôm nay thì anh em chúng ta sẽ bàn và đưa ra một vài cái ý tưởng liên quan tới nơi mình sống. Anh Thomas thì đang ở San Jose, cũng là một cộng đồng người Việt Nam cũng khá nhiều ở trên đó. Xin chào anh Thomas ạ. Đó là cái phần giới thiệu mở đầu của Trường Nguyễn ạ. Chào quan trường, và cũng kính chào quý vị khán giả của Việt Nam Today. Hiện thời mình đang ở Mỹ, và bây giờ mới đổi giờ là coi như là bây giờ là 6 giờ, 6 giờ sáng. Vâng. Tại California. Vâng. 6 giờ sáng á, mới đổi giờ. Dạ, cứ sau ngày sau tháng 10, tức là 31 tháng 10 thì giờ bên Cali thì lại đổi thêm và là tăng thêm 1 giờ phải không anh? Coi như giảm xuống 1 giờ. Giảm. Mùa đông là em cứ nhớ là về mùa đông, anh cứ nhớ là về mùa đông là mùa là coi như là mùa âm. Vâng. Xuống. Mùa hè thì tăng. Dạ vâng, phần là dương. Hồi anh còn đi học. Vâng. Vâng. Vâng, thưa anh Thomas Nguyễn, trước hết thì mình bàn một chút về cái tự do ngôn luận trên cái không gian mạng ở Hoa Kỳ đi, nơi anh sống và nơi mà trước đây Trường Nguyễn cũng sống và làm việc, nhất là trong cái lĩnh vực mà truyền thông báo chí. Anh có nhận xét gì về cái gọi là cái quyền được phát biểu ở trên không gian mạng nói chung ở người Mỹ, như là theo cái góc nhìn của anh ạ? Kính thưa quý vị khán giả, thưa con trưởng, về tự do ngôn luận tại Mỹ thì nước Mỹ là một nước tự do dân chủ, tự do ngôn luận, nhưng trong đó nó cũng có những cái mà nói về vấn đề mà đạo đức á, thì họ xã hội bây giờ mà họ cũng chú trọng về vấn đề đó. Bất cứ một quốc gia nào nếu mà có vấn đề mà ảnh hưởng vào xã hội á thì họ sẽ tìm cách chế tài ngay. Ví dụ như quý vị và các bạn vừa qua cũng thấy là cựu tổng thống Trump đấy, có những cái mạng xã hội, rồi những mạng xã hội này mạng xã hội kia, thì trong cuộc chơi thì ông tranh cử, hoặc là ông khi mà về rồi thì ông cũng muốn coi như là phục hồi lại cái quyền năng mình chút đó, mà để cho mùa tranh cử sau ông có thể là ra hoặc có thể ủng hộ những cái người nào đó. Thì trên Facebook hoặc là trên YouTube của ông thì họ dựa cái kênh lắm, nhưng mà họ đã chế tài rồi.
họ đã chế tài, tại vì cũng có những cái fake news rồi có những cái mà nó làm ảnh hưởng đến xã hội, thì chỉ họ chế tài. Thì họ chế tài ông cũng biết chứ, ông cũng biết ông làm như thế nào, ông cũng hiểu chứ. Thì ông có đi kiện hoặc đi thế nào thì họ cũng đâu có nghe đâu, họ cũng ok cứ đi kiện thôi. À, tại vì họ có lý của nó trên cái cuộc chơi ở trên mạng xã hội, họ có lý của nó mà. Thì là ông cứ đi kiện, nhưng mà ông nói ông ngủ đi kiện nhưng mà cũng không có tiền được đâu. À, theo mình nghĩ như vậy, biết quan điểm có đúng không, và ông cũng đang lập một cái mạng xã hội khác đó, tên là True sự thật gì đó, rồi mình không để ý nữa, nhưng mà chắc có lẽ là ông phải cải tiến lại. Nếu mà ông cải tiến lại là họ coi như là cúp lại thôi. Dạ vâng. Vâng, nhưng mà trường hợp ông Donald Trump á, thì chúng ta cũng biết rằng ông là xuất thân là một doanh nhân, và hai nữa khi mà ông ra ứng cử tổng thống, và cũng trước đó nữa ông cũng đã gọi là ông đã tẩy chay báo chí, ông đã gọi CNN là toàn là tung tin giả, và ông không có niềm tin vào nền báo chí của Hoa Kỳ. Cho nên là, và khi mà ông tham gia vào trong mạng xã hội thì ông lại có những cái lời phát biểu mạnh mẽ. Như vừa qua chúng ta thấy là Twitter cho tới Facebook là họ đã chặn cái tài khoản của ông, là vì họ cho rằng ông là cái người là có những cái lời lẽ kích động, mà nhất là trong cái dịp mà bầu cử, như chúng ta biết là cái sự kích động của ông Donald Trump thì nó có thể là dẫn đến ngoài cái vòng kiểm soát của rất nhiều người, người ta là cuồng Trump mà. Cho nên là một cách nào đó các nền tảng xã hội này họ đã đưa ra cái luật chơi gọi là luật chơi cộng đồng. Nếu mà ông không tuân thủ thì ông có thể là ông không được tham gia nữa, và cũng như chúng ta nói là YouTube hay là Facebook hay là Twitter đều là những cái công ty mà họ không phải là công ty về truyền thông, cho nên là họ có cái luật chơi riêng, và nói rằng là họ đã bịt miệng ông hoặc là không cho ông có quyền được tự do ngôn luận, thì nó chỉ đúng một cái khía cạnh nào đó bởi vì họ có cái quyền như vậy. Và như anh Thomas anh cũng nói là ông có thể ông lập ra một cái trang mạng xã hội khác để ông có phát biểu cái quyền tự do của ông, đúng không ạ? Vâng. Nói như thế thì chúng ta thấy là ở Hoa Kỳ thì cái vấn đề tự do ngôn luận nó cũng rất là nhiều cái khía cạnh khác nhau, và người ta có cái quyền được phát biểu lên. Nhưng mà theo anh Thomas, anh thấy cái đặc tính của con người Việt Nam khi mà có cái công cụ, có cái quyền để được phát biểu mà như ở Hoa Kỳ chẳng hạn, trong những mùa tranh cử rồi người ta cãi qua cãi lại khác nhau, nó cũng mang những cái tính chất mà hết sức là cá nhân. Nhưng mà cái việc mà ở bên Hoa Kỳ thì cái sự mà chế tài bởi luật pháp thì nó rất là rõ ràng. Anh có thể đơn cử một số những cái ví dụ mà anh biết được trong cái vấn đề tự do ngôn luận. Ok, cảm ơn con Trường. Kính thưa quý vị và khán giả, kỳ vừa rồi mới gần đây thôi, nó có một cái dẫn chứng, ví dụ là mình nhiều lúc mình coi những cái truyền thông mà cái này sự thật nha, trong cái hội nghị thành phố họp thì không biết là con Trường có coi không, thì nhiều lúc tự do ngôn luận cũng quá đáng. Lúc đó là họp đã có những cái quan chức của Mỹ ở trong cái hội đồng thành phố nữa, nhưng mà lại dùng những cái ngôn từ là mình thấy là cái ngôn từ đó không nên dùng, là mày hèn thế này thế kia. Chúng ta có người Mỹ đó là những cái ngôn từ mà không nên dùng. Mình cảm thấy là những người đó trí thức và đại diện cho một cộng đồng, dù trong những việc là họ có những ưu điểm trong đó, mình không phủ nhận điều đó, nhưng mà không nên làm như vậy. Tại vì làm như vậy là nó không nhận là đối với người Việt Nam mà hổ thẹn, đối với người ngoại quốc mình cứ cảm thấy là hổ thẹn, là không có nên dùng cái đó ở ngoài, ở trong nhà đôi lúc thì dùng thì cũng được thôi, nhiều lúc bực mình nên dùng thì cũng ok, nói chuyện với nhau. Còn mình cũng có dùng như vậy, là mình có dùng, nhưng mà mình dựng chứng thôi, ngoài đề chút nữa là mình nói dựng chứng những cái mình dùng. Cái ví dụ mà trong gia đình mà chỉ có lời nhẹ thôi á, mà cuối cùng đó là những cái mà lúc còn trẻ hay dùng, chẳng hạn như mình nói câu là tự do chú thằng mày, chú mày không biết gì hết, người bạn mình giận lên, nhiều lúc nói câu là trong cái lạc vật đó thôi, sau đó mình nhắn tin mà mình xin lỗi là mình nói với người em, mình
Mẹ cũng xin lỗi lại thôi, thì nói là trong lĩnh vực đó. Nhưng mà người Việt Nam nhiều lúc có cái câu đó là anh không biết gì hết, à còn trời này kia đó, nhiều lúc nói câu vài rồi đụng chạm họ lên. À thì tất nhiên, nói chung là mình phải tôn trọng người khác trước. Nhiều lúc đó mình vô tình hoặc như thế nào đó. Còn tại tại Mỹ có những tự do nào là tự do ngôn luận rồi đủ loại tự do quyền của con người, nhưng mà nhất là cái chuyện đó, ở bôi xa chuyện ở bôi xa cái chỗ mà người ta nói có một vị đạo đó là gió tanh mưa máu thì mình nghe nhiều lắm. Nhiều lúc ngồi xong rồi anh em cứ hụt nhau lên là coi như là chưa thề rồi. Thì cờ là coi như là các con viên là quay video nữa, đưa lên thôi. Đó là những cái điều mà đáng buồn nhất ở cái cộng đồng Việt Nam. Vâng. Thưa anh Thomas, để cho em thêm một cái ý ở chỗ này, mình phân tích thêm. Vấn đề tự do ngôn luận trước đây khi chưa có những cái mạng xã hội ấy, thì là không có một cái nguồn nào, không một cái nơi nào để người dân có cái quyền phát biểu cái ý tưởng và cái ý kiến của mình. Lúc đó là báo chí, truyền thông là nắm trọn vẹn cái phương tiện, công cụ để mà sử dụng cái đấy. Cho nên là ngay cả trong vấn đề phim ảnh, anh thấy không? Là người ta cũng cắt bỏ đi những cái chữ thô tục, những cái chữ F, Word này kia đó là người ta bỏ đi. Lúc đó thì là người ta kiểm soát rất là chặt chẽ. Ai cái khía cạnh mà anh Thomas vừa mới nêu ra đó là khía cạnh văn hóa trong cái ngôn ngữ trình bày ở trên cái không gian công chúng đấy, thì cái đó là nó được và bị giới hạn, do đó là nó không xảy ra cái chuyện. Nhưng mà trong những năm gần đây thì bây giờ là khi mà đã được live stream tự do rồi, được phát biểu tự do, thì tất cả những cái ngôn từ, những cái gọi là những cái bản chất xấu xa nhất của con người là đều được lôi hết, cả tất cả các bộ phận thân thể là được lôi ra một cách tự do, không ạ? Và ở Hoa Kỳ cũng có những cái vấn nạn mà bị coi là đặt vấn đề. Nhưng ở một cái khía cạnh khác á, là theo em đánh giá là cái luật mà coi là tự do ngôn luận thì nó gần như nó không có phân biệt, không có giới hạn trong cái chuyện là người ta có quyền được phát biểu, cho đến khi những cái quyền được phát biểu, những cái sự việc mà mình nêu ra, nói về một nhân vật nào đó hay là nói về một sự kiện, nó phải dựa trên sự thật anh ạ. Bởi vì nếu mà anh nói sai sự thật, ví dụ như hồi nãy anh có đơn cử nó là mày hèn quá, thì bây giờ phân tích thế nào là sự thật trong cái chuyện là hèn hay là không hèn, khi mà mình đánh giá, mình mạ lị, mình công kích một cá nhân hay là một nhân vật công chúng, vân vân. Thì cái điều đó cũng sẽ được tòa án ở Hoa Kỳ phân định rất là rõ ràng. Cho nên người ta nói là có nhân vật công chúng và nhân vật mà không phải là nhân vật công chúng. Đấy. Thì cái vấn đề là được, khi mà em thực hành báo chí thì là cũng va chạm một số những cái vấn đề mà kiện tụng. Cho nên ở bên Hoa Kỳ như chúng ta biết là những người mà là nhân vật của công chúng thì luôn luôn bị dư luận soi mói. Người ta có thể người ta công kích mình, người ta có thể chỉ trích mình, người ta có thể mình nói mình hèn hay là mình thông minh hay là mình đang đẹp trai mà người ta chê mình xấu, nhưng mình tức quá mình có thể mình kiện người ta. Nhưng mà mình là vì nhân vật công chúng thì mình sẽ bị cái sự giới hạn là ra tòa họ nói là bởi vì anh là công chúng, anh đã được cái được hưởng từ cái nguồn lợi công chúng thì anh phải bị công chúng họ giám sát mình. Cho nên là anh còn cái chuyện mà nếu mà quan trường mà không giết người nhưng mà họ vu khống mình giết người thì cái đó là sai sự thật, phải không ạ? Mình phải chứng minh và họ cũng phải chứng minh thì ra tòa nó lại một cái câu chuyện khác. Cho nên là cái vấn đề là ví dụ mình nói tôi đang mặc cái áo màu đỏ mà ông lại nói là tôi mặc cái áo màu vàng, thì cái điều đó là khi mà ra tòa thì có lúc đó là cãi với nhau là cũng nhiều chuyện lắm ạ. Đúng ạ. Đó. Nhưng mà nếu mà họ đang ông Trường tóc dài thì tôi phải chấp nhận rồi, tại vì tóc dài râu dài là có râu rồi, thì nói chung là dựa trên cái cơ sở tự do ngôn luận. Nhưng mà anh không được phỉ báng người khác mà đi quá xa sự thật mà không đúng sự thật, đúng ạ. Vâng, xin mời anh tiếp tục. Dạ đúng rồi, giống như là quan trường có bộ râu đối với mình là rất đẹp đó, nhưng mà người khác nhìn họ khác là họ cảm xúc họ xấu. Okay. Đúng, vâng, đúng. Xấu đẹp tùy người đối diện, đúng không ạ? Vâng. Thì
bây giờ vấn đề tự do ngôn luận đó, thì bây giờ mình nói là mình đi sâu một chút về phân tích. Thì kính thưa quý vị và các bạn, đôi lúc cái nền văn minh của xã hội á, giống như là khi quan này quan trường nói, nó đi đến một cái nó tiến đến một cái coi như là càng ngày càng phát triển cái nền văn minh của xã hội, thì lúc đó cái nền luân lý nó sẽ bị ảnh hưởng. Mình cũng hay để trên Facebook đó ảnh hưởng như thế nào, nó có thể đi xuống, và chúng ta phải biết về xã hội, những người có trách nhiệm xã hội, tôi cũng đề nghị phải thực hiện điều đó. Đó là cái luật tự nhiên, không biết là mình quan điểm mình nghĩ có như vậy có đúng hay không. Dạ rất đúng ạ. Con trường đọc và các bạn nhận xét, ví dụ như tại Việt Nam thì vấn đề Việt Nam thì bây giờ mình đã cảm thấy là quá tự do. Vâng, chút xíu nữa mình sẽ bàn một chút qua vấn đề Việt Nam. Bây giờ là xin anh có thể đơn cử thêm và phân tích thêm cái giá trị của tự do ngôn luận ở Hoa Kỳ đi. Lát nữa là phần sau mình sẽ nói về Việt Nam thôi anh. Cái giá trị của tự do ngôn luận tại Hoa Kỳ á, thì khi trong vấn đề tự do ngôn luận nó có ưu điểm của nó là mình có thể là về quyền mưu cầu tự do hạnh phúc. Thì theo hiến pháp thì ví dụ như bây giờ những cái vị làm việc thì mình có thể là nói nhưng không có kiểu là vu khống mà làm hại đến thanh danh của họ, nói thì được quyền nói xấu đẹp, hoặc là ông này cái gì như vậy, hoặc là ông đi ra hôm đó ông đi ra ông hồi quá, ok thì đó là anh ông đi ra ông đức cực có cái hồi quá này kia, tùy em cũng nói rằng nói, hoặc là có thể là nhiều lúc là anh bực lên có thể nói ông Hoa Kỳ thì hơi cũng khá tự do, nhưng anh đừng có làm coi như là defamation, anh đừng có làm cái hại đến cái thanh danh của người ta. Mà anh làm đúng cái thanh danh của người ta, giống như quan trường nói là phải có bằng chứng. Ví dụ như anh nói người ta có lăng nhăng với cô nào đó, tự nhiên đúng đến một sự hạnh phúc và cái thanh danh của vị đó rồi. Anh nói tùm lum ở trên của anh lên quay, anh lên các mạng truyền thông xã hội, anh nói nhưng mà không có bằng chứng nào cả, thì người ta có thể kiện anh. Chứ không phải là nó không có sự giới hạn đó, chứ không phải là anh muốn nói thế nào là nói đâu. Đó là vấn đề mà ưu điểm và những cái ưu điểm, và còn những cái khuyết điểm. Tự do thì mình không thể nào đi quá trớn được, mình không có thể nào mà đụng đến cái, nếu mà mình không khéo là mình lợi dụng vào vấn đề tự do ngôn luận thì mình đi quá trớn, thì bây giờ mình đi quá trớn thì có thể là hại đến người khác và coi như là ảnh hưởng đến xã hội. Ảnh hưởng đến xã hội, ví dụ như bây giờ mình có cái fan lớn thì mình cứ nói, ví dụ như kỳ vừa rồi cựu tổng thống, trong cái thời cựu tổng thống Trump đấy, nó ảnh hưởng đến xã hội quá nhiều, đến lúc ảnh hưởng đến gia đình nữa chứ không xã hội nữa, và ảnh hưởng đến bạn bè mình nữa. Và bây giờ bạn bè mình bây giờ nhiều lúc họ nhìn mình hồi trước đó là mình nói là đó mình là tự do đấy đó, thì họ ông đã làm đấy, nhiều lúc mình không cãi tại vì họ bạn bè bên trong và ngoài nước họ có quyền tự do của họ đó thôi. Chúng ta đợi một ngày nào đó lịch sử sẽ trả lời tất cả, lịch sử sẽ trả lời tất cả. Họ những cuốn sách những cái đó là những cái bằng chứng, và khi họ viết sách ra rồi có kiểm duyệt đàng hoàng ra rồi thì người tác giả viết sách họ có những cái bằng chứng đàng hoàng. Chúng ta nhìn vào đó, chúng ta kết đánh giá và kết luận thôi. Còn bây giờ mình không thể làm mà đi sâu được hết á, tại vì bạn có cái quan điểm của bạn đúng, tôi cũng có cái tôi đúng. Bây giờ để công minh hơn, chờ lịch sử thời gian sẽ trả lời. Thì trở lại cái quyền tự do, ví dụ như là tự do tiêm, khi vừa rồi tổng thống Biden thì ông là vị tổng thống thì ông cũng làm những cái điều tốt cho quốc gia và xã hội thôi. Nhưng mà tại vì cái quyền tự do trong cái tuyên chương số 1 là nên gì, vì tổng thống Biden không làm gì đâu, tại vì như vậy nè, tại vì như vậy là họ có quyền tự do nói, họ đó là cái thuốc vaccine về COVID-19 đó không tốt, nó thế này thế kia, nó họ thế kia, không có chết này kia. Nhưng mà tổng thống Biden đó, ông kêu gọi được xuống tiểu bang, thì quý vị và các bạn cũng biết rồi, cái tiểu bang họ có quyền riêng tiểu bang của họ, mặc dù liên bang là
định đi đó có được không, thì ông cũng có thể nào mà ép buộc được hết. Nhưng mà ông cũng đau lòng lắm, thì nhìn thấy dân họ ngã bệnh ra rồi họ qua đời á. Thì vừa rồi là tại bên tiểu bang Texas ở Việt Nam này là Florida, chúc anh nghị sĩ đó là coi như là theo phe về chính trị đó, theo phe chúng thì xảy ra nhiều quá. Biden ông đau lòng lắm, tổng thống bị rồi ông đau lòng lắm, nhưng mà ông đã có việc làm được. Nhưng mình mới ngồi mình suy nghĩ lại, quyền tự do không đúng chỗ và không đúng được thời điểm của nó. Tự do thì họ biểu tình, đôi lúc họ cũng biểu tình, họ phát biểu thì biểu tình hô hòa ok thôi. Họ nói vaccine như thế này thế kia thì cũng ok thôi. Họ đó là họ có quyền không chỉnh và trong nhà trường là không, họ có quyền là lệnh là đại tiểu bang em, họ có quyền là trong điều tục không được mang khẩu trang, không được mặc khẩu trang, kỳ lắm. Cho em đại tiểu bang Cali đó, như ổn là đại tiểu bang Cali á, cái là những cái vị thuộc lực ở đó thì họ làm theo lời kêu gọi của tổng thống, kêu gọi là tổng thống ra kêu gọi thôi, chứ không giảm là nó nói là coi như là tôi bắt buộc anh thế này thế kia, kêu gọi thôi. Cali đó là mình nói sơ những cái quyền tự do nó đúng đặt không đúng chỗ và không có đúng thời điểm đúng hoàn cảnh thì nó cũng sẽ gây ra để Nhưng mà nói chung thưa anh Thomas, là cái người ở Mỹ là người ta, hay là cái người ở phương Tây nói chung là cái quyền tự do ngôn luận là được coi như là nói tối đa. Cho nên là ở trên phương diện chính trị thì người ta cũng có quyền là phê bình từ tổng thống trở xuống người dân. Rồi trong mọi lĩnh vực người ta có quyền được phát biểu, ngay cả trong gia đình cũng vậy, đúng không ạ? Cái quyền tự do nó đi chung với là cái sự dân chủ, cho nên là người ta có cái quyền được phát biểu. Nhưng mà nó cũng có những cái trường hợp, rất là nhiều cái trường hợp là lạm dụng cái chuyện đó để mà vu khống tấn công. Anh Thomas có đồng ý với là Trường Nguyễn, đó là cái đó là chụp mũ cũng là một trong cái chuyện là đi quá cái giới hạn của tự do ngôn luận, đúng không ạ? Và nhất là chụp mũ cộng sản thì nó là một cái trò chơi mà có thể nói là nó làm cũng điêu đứng rất nhiều người. Trong cái thời gian khi mà Trường Nguyễn ở bên Mỹ thì thấy là cái trò chụp mũ là nó cũng nặng nề lắm. Đó, anh nhớ là cái thập niên 60 là cái vụ mà ông McCarthyism, là cái loại mà cái chủ nghĩa McCarthyism là cái chủ nghĩa là chụp mũ người cộng sản á. Lúc đó ai mà bị chụp mũ là thôi là tán gia bại sản. Không biết là anh có biết gì những cái trường hợp mà là bị chụp mũ không ở nơi anh sống, ở San Jose? Ở San Jose thì hiện tượng mà chụp mũ tiếc hơn họ, nhưng mà họ không có làm để cho người ta đang giao bại sản đâu. Đúng rồi, chụp mũ thì hiện tượng thì họ cô lập người đó tại vì cộng đồng nhiều mà, ví dụ như vậy. Nhưng mà bây giờ thì hết rồi, bây giờ thì bớt rồi phỏng ạ. Vâng, bây giờ họ có thế nào đi nữa thì những người kia họ cũng im lặng đó nhưng tại vì bây giờ nó quá rõ ràng rồi. Bây giờ nó càng ngày càng có rõ ràng. Ngày xưa thì ví dụ như ca sĩ Thanh Lan hồi đó mình mới qua Mỹ, mình cảm thấy mấy ông này làm một chuyện, mấy người này làm một chuyện nó xin lỗi lắm. Nó xin lỗi quý vị và các bạn, chuyện ruồi bu. Mình nghĩ là tại sao ca sĩ Thanh Lam sang họ lúc đó tại sao nó chuyện bị tình lớn lắm. Họ những người nghệ sĩ họ đâu có làm chính trị gì đâu, cũng vì là coi như là dựng cá chết thôi. Mình thấy cả là dựng cá quá nên chỉ chết thôi. Những ca sĩ Thanh Lam là một nghệ sĩ, hoặc là bây giờ hồi sáng về có cảnh thì đảm thân đó. Mình cảm thấy cộng đồng, tại sao những người, rồi có một số người họ lại tôn vinh những người làm việc đó chứ. Ví dụ như Lý Lông chẳng hạn, thôi mình dành chuyện đó mình qua rồi, mình không dám nói là không qua đời. Ok, thì hồi đó thì họ tôn vinh, thì mình cảm thấy tại sao như vậy. Họ tự do quá rồi, họ biết luật pháp của mình. Thì sau này thì họ biết luật pháp của mình là đụng vào cái quyền, có nghĩa là quyền của người ta rồi, đụng vào cái thể cá nhân của người ta rồi, không thể nào mà tự do đi như vậy được.
thì dường lý đúng là con trường nghe rồi thì dường lý đúng là con trường nghe rồi. Yeah. Sau đó thì lúc nào được nhắc thì à, thì bạn Lý Công cũng bị những cái chuyện có như Lục Pháp, Lục Lưu rồi là con cháu phải cho qua từ cho qua đi à, đó là cái chuyện tại sao tôi về là trong cái thời gian mà họ tóc bay ra những cái quyền tự do rồi về tự do của họ, tự do ngôn luận, tự do biểu tình, tự do này, tự do kia đủ thứ, nhưng mà đôi lúc người Việt Nam mình sống một số mình không nói hết, nhưng mà một số người Việt Nam mình vâng. Mình đã thấy được đáng buồn là tại đến ngày hôm nay chưa có cụ nhận ra những cái gì, những cái quyền sống ở mình và những cái luật pháp này và cái tư tưởng của họ, cái bản chất của mình là vẫn còn không cải thiện được. Dạ vâng. Đó là cái có, mà có thể nói rằng cái việc mà tự do ngôn luận lạm dụng cái quyền đó được phát biểu nó kéo dài trong cộng đồng người Việt Nam á, nói riêng á, là nó kéo dài từ sau 75 nhưng mà cao điểm từ năm 80 cho tới tận năm 2000 cơ. Tức là lúc đó là cái phong trào mà chụp mũ người khác, vu khống người khác, gọi người khác là cộng sản, những người nào bất cứ có chuyện gì đi về Việt Nam thăm thân gia đình là cũng gọi là bị chụp mũ, sẵn sàng bị chụp mũ là cộng sản, đúng không anh? Và khi chụp mũ cộng sản thì giống như anh nói là bị cô lập hoặc là bị tẩy chay à, cho nên là những người mà bị chụp mũ là rất là sợ và họ phải giấu tất cả những cái việc làm của họ, họ có liên hệ Việt Nam, thậm chí là gửi hàng về Việt Nam cũng bị gửi quà về Việt Nam cũng bị chụp mũ là cộng sản. Nhưng mà gần đây khi mà trước khi mà Trường Nguyễn đi về Việt Nam, anh Thomas còn nhớ cái vụ kiện của báo Người Việt cũng cùng với lại báo Sài Gòn Nhỏ không? Tức là một tờ báo Sài Gòn Nhỏ của bà Hoàng Dược Thảo, bà chụp mũ cho một nhân vật ở trong báo Người Việt là cộng sản, đó là ông Phan Huy Đạt. Và báo Người Việt ông Phan Huy Đạt là một nhân vật quan trọng ở trong báo Người Việt, cho nên là báo Người Việt họ đã kiện và họ đã thắng kiện. Và bà Hoàng Dược Thảo, tức là báo Sài Gòn Nhỏ phải trả cho cái báo Người Việt là 4 triệu rưỡi đô la. Tức là hồi nãy Trường Nguyên có nói là tán gia bại sản đi về cái vấn đề đi chụp mũ người khác đó. Và sau đó thì bà Hoàng Dược Thảo đã thua kiện và cho tới giờ phút này như chúng ta biết là tờ báo Sài Gòn Nhỏ đã bị báo Người Việt trưng thu lấy luôn. Và bà Hoàng Dược Thảo bây giờ bà đã mất luôn, mặc dù là bà cái tờ báo Sài Gòn Nhỏ rất là nổi tiếng là chống cộng. Nhưng mà anh thấy không, cái việc mà lạm dụng quyền tự do ngôn luận để chụp mũ người khác trước đây nó không có thành vấn đề, nhưng mà sau khi mà có được cái tòa án mà chế tài kiểm soát rồi thì cái sự thiệt hại nó vô cùng to lớn, nó cũng là cái hình thức để mà nó làm cho người ta gọi là răn đe. Nhưng mà có nhiều cá nhân vì không có tiền cho nên là cái việc mà cứ việc mà phát ngôn vô tội vạ và nghĩ rằng giờ kiện là cũng không có mất mát cái gì, cho nên họ cứ việc vu khống người khác. Đó là cái trường hợp mà hiện tại là ở trên cộng đồng mạng, nhất là ở Mỹ á, là người ta cũng vu khống nhau vô cùng tận, đúng không anh? Dạ. Đôi lúc là cái thứ quan trường mà quý vị, đôi lúc là có nhiều người Việt họ cũng thông cảm nhau, họ thách tội, nhưng mà hiện ra thách tội thì người Việt cũng có cái vấn đề mà tích người ở đó, họ cảm thấy là mình cũng tiếp xúc một số người rồi họ nói là bây giờ hiện ra thì thấy còn không được cái gì hết mà thấy tội. Nhưng mà cái chuyện dân chứng vừa qua cũng như là mình nói con đường nghe dụ trình hội là bị ông cha không? Dạ. Dụ trình hội á. Dạ, trình hội, vâng ạ. Trình hội và ông Nguyễn Thanh Tú, vâng. Dạ, người ở nhà sẽ bên dụ trình Tú là trình hội bắt đầu là trình hội hiện ông cha chưa? Ông vâng, ông cha, dạ. 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 Thì ông cha là không có tiền để chạy cái vụ kiện này ra Trung Quốc rút cuộc rồi vì linh mục nó thắng, vì cha nó thắng. Vâng. Thì tôi phải bôi hoặc bôi thương hết tất cả cái số tiền của chi phí để ác đi đến này và bên kia. Đó là những cái nhiều lúc nó thiệt hại lắm, thiệt hại bằng. Vâng. Chi phí mà ác phí của người dân thì quan trường biết luôn, nhiều lúc đến linh mục lên. Vâng. Tiền luật sư ở bên Mỹ là ít nhất là từ 200 đô cho tới 1.000 đô một giờ tùy theo luật sư. Cho nên là khi mà khởi kiện người ta cũng là một cái hình thức là chấn áp á.
tức là người mà bị kiện mà không có tiền thì rất là khó, cho nên là dùng kiện tụng để mà cũng là mình gọi là bịt miệng. Bịt miệng tự do ngôn luận cũng là một hình thức đó anh, nếu mà có tiền. Nhưng mà trong trường hợp ví dụ như là ông tỷ phú Hoàng Kiều mà kiện đài BBC hay là những nhân vật cá nhân mà cuối cùng là cũng bị bác đơn rồi vân vân, cũng phải trả cái tiền luật sư phí đó, thì cũng là những cái bài học. Có tiền hay là không có tiền mà đi ra vấn đề kiện tụng cũng chưa hẳn là đúng sai thế nào đâu, cũng chưa biết thế nào đâu. Dạ, tùy theo cái sự thực nó nằm ở đâu. Vâng ạ. Dạ, rồi tùy theo cái sự thực nó nằm ở đâu, ở mức độ nào, thôi. Vâng. Ở Việt Nam mình thì mình chưa thấy cái luật pháp đâu. Vâng. Chưa thấy. Vâng, thấy anh Thomas Nguyễn rất muốn đề cập tới vấn đề tự do ngôn luận hiện nay ở trên cộng đồng mạng ở Việt Nam. Thì chúng tôi cũng sẽ chuyển qua bên phía Việt Nam vào cái phần thứ hai sau đây nhé. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Vâng ạ.